đưa em về nhà. Mây trôi chiều tà, sao trong lòng muốn lối đi về càng thêm xa. Đưa em về nhà, xe đi ta ta, đi ngang nhà hát mua ly trà. Vì sao như ngày đầu mới yêu, nói ra hello hello hello, mình là Healthy TV đây và chào mừng mọi người đã đến với chuyến du lịch thứ hai trong năm của mình. Mình nghĩ là khung cảnh này đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Đây là lần thứ tư hay thứ năm gì đó mình quay trở lại Vũng Tàu rồi. Mình đã có mặt ở Vũng Tàu vào tối thứ sáu để mà kịp sáng thứ bảy ra đón bình minh. Mọi người có biết tại sao mình quyết định quay trở lại Vũng Tàu không? Tại vì mùa hè rồi thì chúng ta phải đi biển đúng không? Nhắc tới mùa hè thì mình nghĩ là ai cũng sẽ nghĩ ngay đến biển. Nhưng mà biển gần Sài Gòn nhất và tiện cho những người đi làm nhất thì chỉ có Vũng Tàu thôi. Gọi tên của anh lần nắng để em được làm mây trắng, bên anh quấn quýt mãi chẳng rời. Và khi gọi anh làm mưa chẳng thể ngăn lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi. Sau khi đã ngắm bình minh xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi ăn sáng. Nhắc tới Vũng Tàu thì mọi người sẽ nghĩ đến món gì? Bánh khọt nè, bánh canh hay là hải sản? Hôm nay thì mình sẽ đi ăn bánh canh. Món ăn này thì mình tìm thấy ở trên TikTok và thấy cũng lạ, tại vì nó là bánh canh tôm tít mà mình chưa được ăn loại bánh canh này bao giờ hết, cho nên là hôm nay mình sẽ đi ăn thử. Thật sự là đã lâu rồi mình mới quay trở lại Vũng Tàu á. Mình đi Đà Lạt thì nhiều, nhưng mà Vũng Tàu thì tầm 1 năm hơn rồi mình chưa có đi. Và đây chính là quán bánh canh mà mình sẽ ăn sáng ngày hôm nay. Quán này thì nằm trên đường Hoàng Hoa 8, cũng khá là gần với chỗ mình ở. Mình gọi là bánh canh tôm tít thì tô này có giá là 50.000 và mình thấy cũng khá là nhiều. Nó có hai con tôm tít nè, có cái gì ta, bánh nổi, rồi chả, nói chung là cũng khá là nhiều. Về vị thì mình cảm thấy cũng khá là ngon, tại vì đây cũng là lần đầu tiên mình ăn á, nhưng mà mình thấy là mình có một cảm nhận khá là tốt với món ăn này. Vị thì nó sẽ na ná như bánh canh cua ở Sài Gòn, nhưng mà ở đây thì sẽ có mùi tôm nhiều hơn. Ăn sáng xong thì mình sẽ đến với di tích Bạch Dinh, và đây cũng là một địa điểm tiếp theo trong lịch trình của mình. Cũng là lần đầu tiên mà mình đến đây luôn. Mình đã đi đến Vũng Tàu khá là nhiều lần, nhưng mà trước đây thì mình sẽ đến những địa điểm quen thuộc như là ngọn hải đăng nè, hoặc là đi dạo biển. Nhưng mà đến đây thì là lần đầu tiên mình đến. Mọi người có nhớ cái đợt mà tụi mình cách ly xã hội ở nhà cách đây 1-2 năm trước không? Lúc đó thì trên mạng xã hội rất là nổi cái video mà những con khỉ ở Vũng Tàu tràn xuống đường. Và địa điểm này là một trong những địa điểm có rất là nhiều khỉ sinh sống. Mình nghĩ là có lẽ những cái video cách đây 1-2 năm trước cũng có thể xuất phát từ nơi này nè. Đứng ở đây thì mọi người có thể ngắm biển rất là rõ và rất là đẹp luôn. Nếu mà ở trên ngọn hải đăng thì mọi người có thể ngắm được toàn cảnh Vũng Tàu, thì ở đây mọi người sẽ ngắm cận cảnh biển hơn. Hiện tại thì mình đang đứng tại Bạch Dinh. Đây. Ở đây thì sẽ thấy được view biển á mọi người. Đây là lần thứ như là lần thứ tư gì rồi mình đến Vũng Tàu, và đây cũng là lần đầu tiên mà mình đến đây. Không biết là có bạn nào đã đến đây chưa, nhưng mà với cá nhân mình á, khi mình đến đây mình lại có một cái cảm giác nó rất là na ná như là Dinh Độc Lập. Có cái không khí như là Dinh Độc Lập vậy á, cũng có thể là cùng là dinh với nhau, cho nên là nó sẽ khiến cho chúng ta có những cái cảm giác giống nhau. Bạch Dinh thì không phải nằm trên những cái ngọn núi cao hay là những cái nơi nào đó trong hẻm khó tìm, mà nằm ngay trên đường Trần Phú luôn, đó là đường ở bãi trước. Chỉ còn chạy một xíu thôi là mọi người đã có thể nhìn thấy rồi. Mặc dù là chạy qua rất là nhiều lần trong những chuyến đi trước, nhưng mà lần này thì mình mới có cơ hội đến đây. Ở đây thì có không gian rất là rộng luôn. Mình nghĩ là mình chỉ đi được khoảng 2/4 hoặc là chưa đến một nửa, cũng có thể là một nửa trong Bạch Dinh này, nhưng mà mình chưa có đi hết Bạch Dinh đâu, tại vì nó rất là rộng. Bây giờ thì mọi người cùng đi khám phá Bạch Dinh cùng mình nha. Mình vừa có thêm một cái hoa nè mọi người. Ở đây có khỉ nè. Đâu ạ? Nắng quá đi. Đây là lần thứ mấy mình lên chúng ta Thảo Nguyên nè. Mẹ nè, một
một mình nè. Đây là lần thứ tư mình đến Vũng Tàu. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm một quán nước nào đó để uống. Mình không biết quán nào nữa, cho nên là mình sẽ đi dọc theo bãi trước. Đi thôi. Mình định đi ăn trưa nhưng bây giờ cũng còn khá là sớm. Và đến Vũng Tàu thì phải ăn hải sản đúng không? Nhưng mà cái chỗ mà mình muốn ăn thì chưa mở cửa, cho nên là mình sẽ ghé vào một quán cà phê nào đó để mà ngồi đợi, cũng như là ngồi nghỉ mệt. Dọc theo các bãi biển ở Vũng Tàu thì có rất nhiều quán cà phê luôn, nhưng mà mình quyết định vào quán cà phê này tại vì nó tiện đường của mình. Ngồi uống nước một lát thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Bữa trưa hôm nay thì mình sẽ ăn tại Ốc Tự Nhiên trên đường Trần Phú. Chỗ này thì mình đã ăn cũng một hai lần rồi á. Quán này là một trong những quán ốc khá là nổi tiếng ở Vũng Tàu và có rất nhiều chi nhánh. Tại vì mình thấy giá cả ở đây thì cũng được, nó không quá mắc nhưng mà cũng không quá rẻ. Nói chung là giá cả phù hợp. Và mình ăn lần trước thì mình cũng cảm thấy là khá là ngon, cho nên là hôm nay mình sẽ quay lại. Ăn trưa xong thì mình sẽ quay trở về chỗ nghỉ để nghỉ ngơi một xíu, để cho trời đỡ nắng rồi sẽ tiếp tục đi dạo Vũng Tàu. Đưa em về nhà, mây trôi chiều ta, sao trong lòng muốn lối đi về càng thêm xa. Đưa em về nhà, sẽ đi ta ta, đi ngang nhà hát mua ly trà, vì sống như ngày đầu. Mọi người có nhận ra con đường quen thuộc này không? Đây là con đường để lên ngọn hải đăng á. Giờ mình sẽ không lên ngọn hải đăng đâu, tại vì ngọn hải đăng rất là đông. Mình thì mình chỉ thích chạy theo cái con đường mà lên ngọn hải đăng thôi, tại vì đó có thể nhìn thấy được Vũng Tàu, cũng như có rất là nhiều cái địa điểm có thể chụp ảnh đẹp, ví dụ như là cái cây bông gòn. Dù không có lên tới ngọn hải đăng luôn, nhưng mà mình cũng chạy gần tới và cũng có thể quay được ngọn hải đăng một ít cho mọi người. Trong chuyến đi này thì mình đi từ tối thứ sáu và mình có một ngày thứ bảy và một buổi sáng chủ nhật để đi vòng vòng Vũng Tàu. Có ai ở đây thích ngắm hoàng hôn ở Vũng Tàu không nè? Mình là một người thích ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn luôn. Nhưng mà với cá nhân mình á, thì mình thấy là hoàng hôn ở Vũng Tàu rất là đẹp, cho nên là lần nào đến Vũng Tàu thì mình cũng phải ngắm được hoàng hôn. Có một trải nghiệm mà hôm nay mình mới có cơ hội thử, đó là dừng xe bên đường và chụp ảnh với một góc nào đó trên đường lên ngọn hải đăng. Và mọi người có nhận ra đây là góc nào không? Đây là một góc rất là nổi tiếng ở Vũng Tàu luôn, góc cây gòn. Gọi tên của anh lần nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quấn quýt mãi chẳng rời. Và khi gọi anh làm mưa, chẳng thể ngăn lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và giờ mình em sau khi mình đã gọi là chụp ảnh xong thì bây giờ mình sẽ đi ngắm hoàng hôn. Mọi người, hoàng hôn bây giờ là sắp lên rồi. Bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi và mình định là mình sẽ đi ngắm hoàng hôn ở bãi Dâu. Sau đó thì mình sẽ đi ăn lẩu cá đuối. Mặc dù đến chúng ta rất là nhiều lần nhưng mà lẩu cá đuối thì chưa ăn nào hết.
sau khi ăn lẩu cá đuối xong thì mình sẽ chắc là sẽ đi dạo biển đêm rồi ăn gì nữa không thì cũng không biết. Bây giờ thì đi theo mình nha. Giấc mơ rồi lại chơi vơi, mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dẫn lối em để được gần anh mãi. Và những kế hoạch như là ăn lẩu cá đuối, dạo biển đêm của mình đã hoàn toàn biến mất khi mà nhìn thấy quán cà phê này. Mới đầu thì mình chỉ đi dạo thôi, nhưng mà mình đã ấn tượng với tấm bảng ở đây có bán cà phê ngắm biển, cho nên là mình đã tò mò dừng lại. Lần trước mình đi thì ngay chỗ này luôn, nhưng mà không có quán cà phê này. Hôm nay thì nó mới mở thì phải. Đúng là quán cà phê này là chuẩn gu mình luôn á. Mình gọi một ly trà vải và một ly bạc xỉu. Trong cái không gian như thế này mà vừa uống nước vừa ngắm biển thì còn gì bằng. Kế hoạch đi ăn lẩu cá đuối của mình đã không thành công, tại vì mình ở quán cà phê đó cho đến tối muộn luôn. Và uống nước thì cũng khá là no rồi, tại vì mình không có định uống thêm nước buổi chiều á, cho nên là đành ghé vào Silver K để mua mì trộn thôi. Dọc theo các bãi biển ở Vũng Tàu, đặc biệt là bãi sau và bãi trước, thì có rất là nhiều cửa hàng tiện lợi như là Silver K nè, GS25 nè, rất là nhiều luôn. Và mình nghĩ đây cũng dần dần trở thành một trong những nét đặc trưng ở Vũng Tàu. Nhắc đến những nét đặc trưng ở Vũng Tàu thì làm sao có thể bỏ qua được cá viên chiên, đúng không? Mua bị trộn xong ra thì thấy cá viên chiên cho nên là mình đã tấp vào mua luôn. Mình mua ở chỗ mà cái tiệm cá viên chiên trước cái Circle K ở bãi Thủy Vân á. Cái viên chiên ở đây thì không có đắt đâu mọi người, nó bằng giá ở Sài Gòn á. Ta-da, đây chính là buổi tối của mình, một buổi tối rất là đặc trưng ở Vũng Tàu. Đến ngày thứ hai thì mình không có dậy đón bình minh nữa, tại vì mình đã đón bình minh ngày hôm qua rồi. Hôm nay thì mình ra ngoài tầm 8 giờ và mình sẽ đi ăn sáng. Hôm nay thì mình muốn ăn bánh khọt cho nên là mình sẽ ăn bánh khọt. Có một chỗ bánh khọt mà mình ăn cũng khá là nhiều, lần nào đi thì mình cũng ăn hết, đó là bánh khọt số 14. Thật ra thì nếu ở Sài Gòn mình là một con người mù đường như mọi người, mình coi Google Map khá là dở, cũng như là không có khả năng nhớ đường. Tuy nhiên một khi đã đi du lịch thì không biết lý do vì sao mình lại nhớ đường một cách khá là nhanh chóng. Cả Đà Lạt cũng vậy mà Vũng Tàu cũng vậy nữa. Bây giờ thì mình đang ra quán bánh khọt mà không cần dùng tới Google Map luôn. Mình đã đến rồi nè, bánh khọt số 14 nằm trên đường Hoàng Hoa Thám. Chỗ này thì mình ăn nhiều lần rồi và lần nào đi Vũng Tàu thì chỗ này cũng xuất hiện trong video của mình hết. Ở đây thì có hai loại bánh khọt, đó là bánh khọt tôm và bánh khọt mực sữa. Nhưng mà theo kinh nghiệm ăn của mình ở đây thì mình cảm thấy là mình thích bánh khọt tôm hơn. Giờ thì làm nước chấm và chuẩn bị ăn thôi. Ăn sáng xong thì mình sẽ đi uống cà phê. Và hôm qua trên đường lên Ngọn Hải Đăng thì mình khá là ấn tượng với quán cà phê này. Mới đầu thì mình nghĩ là tên của nó là Neo, nhưng mà không phải nha, nó tên là Nali. Nhìn vào thì mình lại nhớ ngay đến Đà Lạt, cho nên là mình sẽ đi quán cà phê này. Mình gọi một trà dưa hấu dâu và một trà đào.
Wow, ngồi uống cà phê trong cái view này thì là lần đầu mình uống nha mọi người. Kiểu như ở trên cao cao nè, nhìn xuống thì thấy biển, cũng khá là chill á. Quán này hình như có hai chi nhánh, một chi nhánh thì nằm ở trên núi như thế này, còn một chi nhánh thì nằm ở ngoài cận bờ biển. Hôm qua thì lúc mà mình chạy ngang mình cũng đã thấy nó nằm trên bãi dâu. Lịch trình buổi sáng hôm nay của mình cũng khá là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ đi ăn sáng với bánh khọt, sau đó thì sẽ đi uống quán cà phê nào đó. Cuối cùng thì mình sẽ đi ăn trưa. Hôm nay thì mình cũng không biết là mình sẽ ăn trưa với món gì nữa. Mình đang phân vân giữa lẩu cá đuối và tiếp tục ăn ốc như hôm qua. Và câu trả lời cho buổi trưa hôm nay đó là tiếp tục ăn ốc nha mọi người. Không biết sao nữa, mình bị ghiền ốc ở đây hay sao á. Tại vì chiều nay thì 3 giờ mình sẽ lên xe về rồi, cho nên là nếu ăn lẩu thì mình nghĩ nó sẽ hơi no, nó cũng hơi nặng bụng nữa, cho nên là mình sẽ đi ăn ốc. Cũng không biết là ốc với lẩu cái nào nặng bụng hơn nữa, tại vì cứ thích ăn ốc là đi ăn thôi. Hôm nay thì mình lại tiếp tục ăn ở quán hôm qua, nói chung là cũng không có gì khác biệt lắm, tại vì mình thích cái hương vị ở đây cho nên là mình tiếp tục ghé. Lần này thì đi vào thứ bảy chủ nhật cho nên là quán ốc này khá là đông. Hôm qua thì cũng đông á, nhưng mà hôm nay lại càng đông hơn nữa. Dù là đông nhưng mà quán này ra đồ ăn rất là nhanh nha. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Đưa em về nhà, mây trôi chiều tàn, sao trong lòng lối đi về càng thêm xa. Đưa em về nhà. Đang đi dạo Vũng Tàu thì mình thấy các cô chú bán đá bào, tự nhiên cái mình thèm. Trong cái thời tiết mà khá là nắng như thế này mà một ly đá bào thì mát còn gì bằng đúng không? Mình đã mua một ly đá bào xăm dứa, vừa ăn đá bào vừa ngồi cạnh bờ biển nè, rồi gió thổi mát mát, nói chung là một cảm giác rất là thú vị. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video cũng như đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này nha. Nếu thích video này thì mọi người nhấn like và subscribe cho Heo TV nha. Mình sẽ quay trở lại sớm thôi. Bye bye.